buổi họp mặt tọa đàm nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 với chủ đề Phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi số do Ban về sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức trong sáng nay. Đến dự họp mặt có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban về sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến tất cả cán bộ hội viên phụ nữ thành phố Cần Thơ. Khẳng định vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý các mục tiêu về chuyển đổi số của thành phố. Trong đó nhiều vấn đề có liên quan cần sự phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ, có những đề xuất mô hình hay để góp phần thực hiện có hiệu quả định hướng chuyển đổi số của thành phố. Trong buổi tọa đàm, các đại biểu cũng được triển khai cụ thể về định hướng chuyển đổi số, vai trò của từng cấp ngành trong hoạt động này của thành phố. Qua đó các đại biểu đặt nhiều vấn đề về cơ hội, những tác động tích cực từ hoạt động chuyển đổi số việc hỗ trợ cho phụ nữ trong phát triển kinh tế các hoạt động hội